Thưa quý vị, thưa các bạn, từ đầu năm đến nay, nhờ triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Công ty Điện lực miền Bắc phát động, cùng với sự năng động dám nghĩ, dám làm, với nhiều giải pháp đồng bộ khoa học thiết thực hiệu quả nhất, tập thể cán bộ công nhân viên người lao động của Công ty Điện lực Thái Nguyên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ công ty, các cán bộ, công nhân viên, người lao động của Công ty Điện lực Thái Nguyên đã không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các chỉ tiêu do Tổng Công ty Điện lực miền Bắc giao, đảm bảo cung cấp điện liên tục an toàn cho khách hàng, không để sự cố do chủ quan xảy ra, xử lý kịp thời các sự cố khách quan. Tháng cao điểm nhất thì là tiêu thụ khoảng 40 triệu tiền điện, còn những tháng bình thường thì cũng tiêu thụ khoảng từ 15 đến 20 triệu tiền điện. Về chất lượng điện thì là tôi rất hài lòng. Với lại dịch vụ cung cấp điện, những lúc cao điểm đều đủ điện, cung cấp đủ điện cho bên tôi. Những lúc mà mất điện đều được báo trước để doanh nghiệp chúng tôi có thể chuẩn bị sản xuất trước để có thể cung cấp cho khách hàng. Công ty Điện lực Thái Nguyên đã phủ kín tại 140 trên 140 xã trong toàn tỉnh. Hơn 99,36% số hộ toàn tỉnh có điện, trong đó tổng số hộ dân nông thôn được sử dụng lưới điện quốc gia là 228.194 hộ, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh. So với những cái năm trước là có một cái bước tức là nâng lên rất gọi là đột biến đấy, có một cái nhu cầu chẳng hạn như là về sửa chữa điện này hoặc là lắp điện mới này đều cung cấp kịp thời và đầy đủ. Cái đời sống kinh tế của xã hội cũng như là ở địa phương là một phần nó cũng đã được nâng lên. Công ty Điện lực Thái Nguyên hiện đang quản lý 2.224,6 km đường dây trung thế, hơn 7.183 km đường dây hạ thế, 2.120 trạm biến áp phân phối với tổng dung lượng là 862.178 kV. Ngoài ra, công ty còn đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế của tỉnh, xây dựng và cấp điện kịp thời cho nhiều dự án có vốn đầu tư nước ngoài trọng điểm của tỉnh. Xây dựng một trạm biến áp 220 kV cấp điện cho khu công nghiệp Yên Bình, 4 trạm biến áp 110 kV cấp điện cho các khu công nghiệp khác và ngành công nghiệp phụ trợ. Sản lượng điện thương phẩm từ 1.251,4 triệu kWh vào năm 2010, tính đến hết tháng 6 năm 2015 đã lên tới 2.154,2 triệu kWh. Để đáp ứng được cái yêu cầu phát triển cho các cái khu công nghiệp cũng như là phát triển cho các cái cung ứng điện cho các cái phụ tải của người dân, Công ty Điện lực Thái Nguyên cũng làm rất chú trọng đến cái việc mà đầu tư vào lưới điện. Tất cả những cái dự án mà hiện nay Công ty Điện lực Thái Nguyên đang triển khai và đã đưa vào đóng điện thì đều có cái việc đánh giá cái hiệu quả của nó, xem là cái vấn đề giữa cái thực tiễn mình khảo sát và cái lập phương án dự để thi công, triển khai thi công và cái thực tế sử dụng nó có phù hợp và đáp ứng được hay không. Để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, công ty có nhiều sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học được ứng dụng vào thực tiễn, góp phần nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh. Có thể nói, với vai trò của một ngành kinh tế kỹ thuật, với phương châm điện đi trước một bước, công ty đã xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm tiếp tục tập trung lãnh đạo hoạt động sản xuất kinh doanh. Thực hiện các cái chỉ tiêu sản xuất kinh doanh thì nó cũng gắn bó với lại cái chất lượng dịch vụ mà Công ty Điện lực Thái Nguyên cung ứng cho khách hàng. Thế và dự kiến với cái mức độ tăng trưởng hiện nay, ngay từ những ngày đầu năm, chúng tôi đã có những cái chương trình kế hoạch tổng thể đối với công tác kinh doanh. Từ cái việc đào tạo, bồi huấn, nâng cao cái trình độ nghiệp vụ trong công tác kiểm tra, giám sát, công tác dự báo khách hàng và cũng để mà mình có những cái kế hoạch chuẩn bị đáp ứng được cái nhu cầu phát triển của người dân cũng như là của các cái doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Có thể nói mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng với sự năng động dám nghĩ dám làm của tập thể cán bộ công nhân viên và bằng nhiều giải pháp đồng bộ khoa học thiết thực hiệu quả nhất, chắc chắn trong những tháng cuối năm, những đóng góp của công ty sẽ góp phần vào thành công chung của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc. Đó là hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật,
xứng đáng với niềm tin tưởng của nhân dân.